mừng năm mới, Linh xin đại diện công ty Nitro chúc cho toàn thể quý anh chị một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc. Và nhắc đến phát tài phát lộc thì quý vị ơi, công ty Nitro có những cái phong bao lì xì rất là đặc biệt dành cho tất cả các anh chị. Tham gia một cái chương trình thật là vui đầu năm, đó là anh chị nào sử dụng sản phẩm của Nitro hãy chụp một cái bức hình hoặc quay một cái clip thật là ngắn và post lên trên Facebook của công ty Nitro, và anh chị nào có lượt like và nhiều share nhất sẽ được bình chọn, và giải nhất sẽ là $500, $500, giải thứ hai là $300, $300, và giải thứ ba là $200, $200. Và hy vọng rằng là sẽ có nhiều anh chị tham gia, chỉ có 2 tuần thôi quý vị nha. Trong 2 tuần hãy post những cái bức hình và những cái clip lên trên page của công ty Nitro. Và kính chúc mọi người.